kính chào quý vị khán giả đang xem bản tin COVID-19 của báo Hải Phòng Điện Tử. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay, Bộ Y tế chỉ ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới, cả nước có 258 ca mắc. Tại Hải Phòng, chưa phát hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản số 2671 về việc tạm dừng việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Sau đây là nội dung cập nhật trong bản tin ngày hôm nay. Văn bản số 2671 của Ủy ban nhân dân thành phố nêu rõ, qua kiểm tra tình hình thực tế việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố, nhận thấy các địa phương, đơn vị tích cực thực hiện Tuy nhiên, có đơn vị triển khai thực hiện chưa khoa học, chưa bảo đảm các quy định tại nơi cấp về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chỉ đạo tạm dừng việc cấp giấy xác nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố, giao các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố tạm dừng việc kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Trong sáng ngày 11 tháng 4, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại bộ phận một cửa quận Ngô Quyền. Qua thực tế kiểm tra tại bộ phận một cửa quận Ngô Quyền, đồng chí Đào Khánh Hà đánh giá công tác kiểm soát phương tiện ra vào thành phố được quận triển khai khá tốt. Cách thức tổ chức, hướng dẫn, phân luồng đại diện doanh nghiệp cá nhân đến thực hiện thủ tục vận tải khoa học, bảo đảm các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh. Ngày 11 tháng 4 năm 2020, các tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 thành phố số tiền hơn 43 triệu đồng. Tổng số tiền các tập thể cá nhân, doanh nghiệp đăng ký và ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 trong 27 ngày qua là hơn 34 tỷ 906 triệu đồng và 25 tấn gạo, 300 thùng mì, 10 tấn rau và một số vật dụng thiết yếu khác chung tay cùng thành phố trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ngày 11 tháng 4, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Hải Phòng đóng góp vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố 13 triệu 600 nghìn đồng. Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 11 tháng 4, chỉ có một ca mới duy nhất mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 258 ca, số ca khỏi bệnh trên cả nước là 144, số ca đang điều trị còn 113 ca toàn thế giới ghi nhận hơn 1,7 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 103.000 ca tử vong. Trong đó, Mỹ và châu Âu tiếp tục là điểm nóng. Tại Đông Nam Á, Malaysia tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 4.346 ca nhiễm và 70 ca tử vong. Indonesia là nước có số người chết cao nhất khu vực với 306 trường hợp, tăng 26 ca so với hôm trước trong tổng số 3.512 ca nhiễm. Trên đây là bản tin COVID-19 do báo Hải Phòng Điện tử thực hiện. Bản tin được phát lúc 19h30 phút các ngày trong tuần trên báo Điện tử Hải Phòng, fanpage Tất Cảng, kênh YouTube Hải Phòng Online. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ báo Hải Phòng, số 8 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại đường dây nóng 0886 404 404, 404. email phòng điện tử bhp.gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.